Hay là hơi lạc thì nó kêu mình nếm nhen. Thôi con nấu tí đi rồi mẹ ăn tí. Nó là không, nó kêu lại à. Cứ nếm thử coi vừa ăn chưa. Mà cô thấy vừa ăn không? Quốc thì cũng mặc thấy mẹ chứ vừa ăn vậy. Cái thời gian ngủ không đây mẹ, còn sao nấu. Chiều thì bấm điện thoại con. Dạ. Thôi con ở trên thì con mạnh đi mần đi mẹ dưới này mẹ nấu. Dạ. Như làm dâu luôn đó. Cái đó mình nói thiệt. Dạ. Mình mặn tàn gì hết trơn rồi. Mời mốt đẻ con coi chuyện dâu mình nữa. Chương trình mẹ chồng nàng dâu rất là vui mừng chào đón mẹ chồng nàng dâu đến từ Kiên Giang. Kiên Giang mình đẹp làm sao, bông mây khuất nơi bóng núi, con chim nhạn hát điệu tình quê. Đã quá, cái Kiên Giang đẹp quá. À, hôm nay hai mẹ con cũng đẹp nữa. Cô á, dạ, tướng xấu muốn chết luôn. Mà con dâu nó đăng ký, nó nói mặc áo bà ba. Đâu có đồ con. Chưa hôm qua mới đi mua vải về, ở gần đó có người thợ may. Mới kêu tao mai mà kệ con ơi, xấu đẹp bận tí đi, lỡ dấu đăng ký rồi. Đẹp mà cô, đẹp mà. Khi nào Lê Lộc mặt mới không đẹp, khi nào Lê Lộc mặt mới không đẹp. Lê Lộc mặt đẹp. Cô với Kiên Giang làm gì cô? Nhà cô nhà nông. Mà tiêu đó của cô đó, chồng hồi đó nhiều lắm luôn. Trời ơi, mười mấy công bây giờ chết trần à. Thấy tội không? Thấy tội không? Chết hết trơn luôn chú. Rồi cái giờ cuốc đất lại trồng sầu riêng này. À, để tiêu này mua chứ không phải trồng không, đúng không? Không, của nhà à, hái. Vẫn còn mới ít đó đúng không? À, vậy hả cô? Ừ. À. Mỗi lần hái nhiều dữ lắm, năm nào cũng mấy tấn. Vậy giờ mình trồng sầu riêng hả? Trồng sầu riêng. Sầu riêng mà trồng. Chưa có trái nha, để hẹn có dịp khác. Có cái gì kêu chị lên nha. Mấy mẫu? Là chị tặng sầu riêng. Tầm mấy mẫu? 12 công đó mà không biết mấy mẫu. 12 công tầm lớn á. Mấy chừng nào, mấy tháng mới có? Không, chưa đâu. Mới trồng nữa. Mới trồng. Mới chồng hả cô? Ôi vậy chờ mấy năm nữa mời chương trình khác. Vậy gán nha. Chừng nào có chương trình nữa là kêu chị nha. Dạ. Nói chung kêu là mấy chị. Năm nữa mới có trái đúng không? Bây giờ vậy đi. Không biết năm nữa năm gì. Yêu cầu chị có lên đài truyền hình nữa. Chị mua chị tặng chú. Chị à, không thèm có luôn. Có vậy mai lên nữa. Mai lên bây giờ chương trình gì? Hả? Chương trình gì mai chồng lên? Vợ chồng son. Không, vợ chồng son bây giờ nha. Chừng nào có vợ chồng son kêu hai chồng nó nghe. Hai chồng mới không rồi, hai vợ chồng chị luôn. Ừ, không hấp có. Hấp hôn. Ừ, rồi chị lên à. Chị nhà không có, chị mua chị tặng cho vui chơi. Chị mua chị tặng cho vui chơi. Không. Thiệt luôn. Chị tặng hai người luôn. Dạ. Mấy gái. Thì muốn nhiều, muốn nhiều mua nhiều đó. Càng nhiều càng tốt. Mất hút. Mất hút luôn á. Ừ, trời ơi, luôn. Quá trời. Không, nói thiệt luôn. Hoài luôn, hoài luôn, hoài luôn. Nhớ nghe, mua là không được nha. Được mà. Mời vợ chồng son nó đi rồi chị lên nữa. Đúng rồi. Không, mai mốt còn con dâu nào nữa không? Không, hai con bận con kia. Chị hai, mẹ con chị hai mà. Không, con kia nó ở xa lắm, đâu đâu cái gì. Nó có con dâu. Không phải phè, có dâu Hàn Quốc nữa. Hàn Quốc nữa. Không, người Việt à nghe. Người ta đi lao động mà nghe. Không phải, người ta cứ Hàn Quốc đó. Mai mua vé cho về để tham gia chương trình luôn. Mai mốt hai bà tham gia chương trình luôn. Nha. Tình trăm năm rồi đó cô, tình hay lắm. Năm. Vậy hả? Dạ. Nhớ về chuẩn bị sầu riêng lên nha. Không. À, nói chung là cái mùi gì thì chị tặng cái nấy nha. Nãy mới thôi. Nấu sầu riêng. Nhiều khi không phải mùi sầu riêng mà chị kiếm ở đâu. Rồi rủ mùi nhãn có chút xíu. Chút xíu cũng làm thúng luôn. Cái gì cũng thúng hết. Cũng thúng ha. Ừ. Mùi lúa cũng thúng luôn. Tự thúng nhỏ tì nha. Nhiều khi cái thúng mày lớn không chừng nha. Dạ. Ừ, chứ không phải cái thúng nhà bà nha. Trời ơi, ở nhà chắc mẹ vui lắm chị hả? Dạ, nói chị vui chắc chị đó chị tiếu tích với nhau. Mẹ chồng, con dâu cười tươi quá. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà mình gặp cô dâu này á, mình thấy ấn tượng điều gì không? Con trai mình á, tốt nghiệp 12 cái dẫn về cũng đông nha. Mười mấy đứa mà nó không giới thiệu bạn gái. Cái đâu có biết là con dâu cũng như mình cũng nhìn giấu đó. Ừ, thì nó giấu luôn, nó cũng như nó còn nhỏ quá, nó chưa dám nói. Mấy bạn cùng nhau về đó là dạ. Là mình đã quen anh chưa chị? À, dạ em quen rồi chị. Tại vì vợ chồng em á là quen biết nhau hồi phổ thông lớp 10. Nhưng mà làm chung lớp 10 luôn. Dạ, nhưng mà tới khi lớp 12 thì mới chính thức quen. À. Dạ. Thì quen tới quen cuối là luôn. Yêu quá đúng không? Dạ yêu, dạ yêu, nhưng mà yêu. Chồng con cũng không giới thiệu cho mẹ nên là qua nhà chú lúc mà tốt nghiệp á chú. À. Là qua nhà, là cái đó lần đầu tiên mình gặp mẹ chồng tương lai luôn. Dạ, gặp luôn. Nhưng mà luôn cũng như học sinh nó về liếc, cũng liếc, có lợi chơi liếc, dạ con cũng giống, con cũng tiếp mẹ nấu ăn á. Tại vì cô chưa biết nhưng nhỏ mình đã biết rồi. Nó biết rồi, nó đi với mình rồi. Mình có gì đâu biết đi. Nhưng mình cũng hơi ấn tượng nó nghe con. Tại vì nó cũng hơi
theo mình nhận xét mình thấy nó cũng trội hơn trong cái đám không? Nó làm nhiều hơn hơn đúng không? Nhiều hơn luôn. Mấy đứa kia không có làm mình, nó làm nó làm, nó ngồi nó uống nước rồi chơi nữa thì đương nhiên biết. Cái mình cũng để ý nó nghe, nhưng để ý mà mình nó làm quá cũng phải chấp nhận nó rồi. Nhưng mà lúc đó chị có ấn tượng gì mẹ chồng tương lai không? Dạ có chị, em nhìn nó thấy mẹ thấy thương rất là vô rồi tiếp mẹ nấu ăn nữa chị, thấy mẹ nói chuyện cũng rất là vui vẻ, rất là hòa đồng nên là cũng để ý thấy thích mẹ rồi. Cũng hơi ấn tượng, thấy nó cũng vô bếp đồ rồi thôi bỏ qua, thời gian bỏ qua không nói tới. Cái cỡ khoảng 3-4 năm sau nghe, chị bệnh quá trời nhiều đi, ông xã với mình không có ai, cái mấy nằm bệnh cái thằng trai còn đang học trên Vĩnh Long nghe, nó đi học đại học thì nó điện về nó kêu con dâu này, mà lúc đó chưa có lại gì với mình chân. Dạ. Mình chỉ lại có một lần đó thôi chứ đâu có ấn tượng gì nữa đâu. Vậy mà nó nuôi quá trời nuôi luôn. Mày nuôi hả? Nuôi luôn, nói chung là phục vụ người bệnh luôn. Tại vì ổng về chiều ấm mắt gì đang giữ nhà. Nuôi mấy tháng? Không tới mấy tháng đâu. 3 tuần. 3 tuần là cũng dữ luôn rồi. Thì dữ luôn. Quá rồi dữ. Cái ấn tượng là thương rồi hen. Trời ơi, bữa đó nó lại cái nằm chùm mền lại, chùm mền nghiêng vô trong vậy nè. Xúc động là mình tủi thân mình luôn. Tủi là không ai nuôi mà cái người này là quá lạ luôn. Đúng mà lại nuôi. Cái thằng trai nó học tốt nghiệp ra trường nghe, cái bắt đầu tính cho đi du học. Tính luôn rồi học tiếng rồi xong đi bên Hàn Quốc. Tại vì nó có một thằng anh ở bển á. Cái học rồi xong nó trơn thi rồi. Cái thằng anh nó đi về đi. Thôi má ơi, bây giờ cưới con nhỏ này đi. Chứ bây giờ lúc mình bệnh rồi mà nó nuôi nó chăm sóc vậy, lỡ nó bây giờ cái thằng này nó đi nữa rồi ở nhà mình, con nhỏ này nó có chồng mất tiêu sao mình cưới? Rồi ai nuôi mình? Uổng luôn. Cái thành ra nó gì nó kêu vậy cưới hết đi luôn. Rồi dạ. Từ lúc mà cái ngày về đó dạ. Mấy năm thì cưới? Dạ con quen tới, hai chồng con quen tới 7 năm. 7 năm. 7 năm sau rồi mới cưới. Tới chồng con học xong rồi mới cưới. Lúc mà con vô chăm mẹ chồng đó. Dạ. Lúc đó chưa biết mẹ chồng mình tự nhiên vô chăm chứ vậy. Rủ không có. Con trai nó không lấy mình rồi. Thằng con nó điện gì nó kêu dạ. Đi nuôi giùm bị nó bệnh, chắc là nó bị điện. Đúng không? Nhờ chắc nhờ quá chứ đương không nó đâu có hay bệnh đâu. Cái lúc mà chị chăm cô đó. Dạ. Sao chị không nói luôn, nói nhỏ luôn à, hai con đang quen nhau này kia, chị có nói không? Không, con ơi, không có nói đâu, nhưng lúc đó mình nhận xét mình biết rồi. Người dân ai lại yêu mình phải nhận xét mình người lớn chứ. Gì có tình ý gì vậy đúng không? Người dân một ngày người mẹ cũng biết chị. Lúc đó là mẹ chắc biết rồi. Biết nhưng mà sao mình không nói? Thôi để cho chồng mình nói chị. Dù lúc mẹ chồng kêu bằng gì? Con kêu bằng bé, con kêu bằng hai luôn, tới gần cưới mấy bằng kêu bằng mẹ được. À. Gần cưới rồi bệnh một trận nữa, bệnh dữ lắm luôn nữa. Vậy? Trời ơi bệnh quá trời, bệnh té. Trời ơi, cái nhân quà cái cũng như nó thuốc thang đồ nó đem lại. Cái nói thôi con ơi, thôi bây giờ mẹ thương rồi, gần cưới rồi, thôi con kêu bằng mẹ đi. Kêu bác hai xa lạ quá lợi hoài mà kêu bác hai kỳ quá trời kỳ đi. Kêu bằng mẹ không? Kêu. Dạ. Nó nói mẹ cho phép thì con mới dám nó, kêu. Ừ, nó dạ. Nói câu gì đó. Cưới là kêu rồi đúng không? Kêu rồi, dạ. Kêu trước vài tháng rồi. Bây giờ mới quan trọng nè. Dạ. Sau khi về làm dâu nè. Dạ. Con có vui vẻ y chang như lúc chăm sóc mẹ chồng không? Có gặp khúc mắc gì không? Thấy con hợp với mẹ cái gì không? Dạ, về nói chung là về làm dâu mẹ nó mọi thứ nó diễn ra đều hợp, nó hai mẹ con rất là hợp ý nhau á chú. Nên là mọi chuyện nó dễ dàng lắm chú. Dạ. Rồi mẹ thì mẹ rất là dễ với con. La thì ví dụ như là la qua rồi mẹ bỏ nè. Chứ mẹ không. Sao? Ví dụ như con làm nấu ăn hay là con làm gì sai đó chú, thì mẹ chỉ nhắc rồi cái này con phải làm gì nè, thì con làm theo mẹ thì mẹ bỏ qua luôn à. Nói nhỏ nhẹ mà nói làm gì ghê vậy. Không đâu. Ví dụ cái lúc nào mà xíu, dạ. Con ơi, cũng như cái này hơi mặn hơi lạc vậy đó. Dạ. Con nói như bình thường vậy nè. Dạ. Hơi lạc con ơi, thêm tí muối à, tí nước mắm gì đó. Dạ. Ừ, bình thường vậy thôi à. Mình có phát hiện ra điều gì mà không hợp với con dâu mình không? Hợp luôn, mà có cái tật nó sao nó hay quên quá trời luôn. Nó mặn cái gì nó cũng quên chứ. Sao vậy cô? Ví dụ đi cô. Ví dụ như đặt ví dụ nó gặp sân lấy kéo nó cắt gì ngoài. Cái chịu chạy vô. Mẹ ơi cái kéo đây đâu rồi? Kéo bị để bếp đặng mình mần con chịu mình cắt này kia. Trời ơi mẹ đâu biết. Không biết con có bỏ đâu. Mẹ ơi ra gặp thấy người thân á. Rồi thôi cũng không có la mình cắt chứ mình cắt à. Trời ơi thật ngủ chưa. Chị hả? Để kể cái vụ mà chị đi chợ. Hai chồng chị sáng bữa nào cũng hen ở gần đó, cỡ khoảng cây số là có cái quán nha. Dạ. Quán với có cái như chợ, chợ cốc đi, chợ nhỏ đi. Sáng hai chồng là không biết làm sao, sáng là phải ăn sáng đi uống phê rồi mới về nha. Hạnh phúc vậy hả? Ừ, nông dân vậy chứ hai chồng là đi rồi. Sáng ông chở ôm ra chợ. Chở ôm ra chợ. Rồi cái đậu xe đó bắt đầu uống phê rồi ăn cháo ăn bún.
Dạ. Ăn cháo bún rồi về cái mua cho hai đứa hai bọc. Còn mua thiết thì nó ăn ngán là mẹ đừng mua nữa. Vậy chứ con ăn gì? Nó là nhiều khi con ăn không ấy, mẹ mua bánh mì không mua sâu gì đi. Vậy chứ mình ăn bún cháo mình mua cho nó sôi bắp sao? Mình cũng mua vậy nữa. Cái nó là đừng mua nữa, con ngán rồi mua khác đi. Rồi về ha, bằng công chuyện xong cho nhiều khi giặt quần áo mà giặt bằng máy, giặt rồi phơi đồ lên đàng hoàng cho chưa thích. Giặt đồ con dâu luôn. Trời ơi tàn diện luôn, trời ơi tàn diện luôn, hỏi nó coi. Tàn diện luôn hả? Tàn diện luôn, giặt hết trời trơn luôn, quần áo thì cũng giặt hết thương. Trơn, phơi luôn. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ gì đó hả? Mẹ chạy dùm dùm, mẹ phơi áo rồi, phơi rồi trơn con ơi. Giặt hết quần áo con luôn. Giặt hết luôn, mà giặt nó giặt mà. Mà điều mình phơi thôi. À, cô phơi thôi. Phơi thôi. Phơi thôi. Nãy giờ tưởng ngồi cô. Không, 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 ngồi giặt thử đâu à. Có cái bữa đó, có bữa cúp điện, đồ nhiều quá. Mỹ ơi, mà nay nó giặt như con. Mà nay nó giặt chứ bây giờ. Cái đó là không, mẹ để đó ngồi con giặt. Có bao giờ con giặt đồ cho mẹ chồng không? Lúc lúc mà con nuôi bệnh đó chú. Dạ. Có gì nuôi kể hoài. Dạ. Chứ về nhà là có máy giặt rồi chú. Tức là sáng giặt vũ quần áo cho nó nè. Giặt chứ chưa có giặt, mình bỏ vô đó. Coi như giặt thì phơi cho nè. Phơi luôn. Nấu à, nấu cho nó ăn luôn. Ừ. Rồi đi chợ mua xôi mua bắp gì cho con dâu. Gì cho con dâu ăn luôn. À. Rồi dâu ra rửa mặt cái kìa ăn đi con, kìa ăn. Không, hai bắt chồng dâu cho toàn bộ luôn đi. Hai chồng lên bàn nghiêng ngồi ăn nè. À. Mà ơi, ăn mà mình vui vẻ nghe mình chạy dòm ăn được không con? Con gấp cho con dâu luôn không? Không, không gấp. Không gấp mà dòm. Con ơi ăn được không? Cái này cũng như mình vừa ý vừa miệng không vậy đó. Dạ. Mà cái đồ đó đồ mình mua. Dạ. Mẹ con lo toàn do cho con. Trời ơi, toàn do luôn. Mẹ con rất là chu đáo. À. Nhưng mà vậy cô giống như là con thấy cô hơi giống như là ví dụ mà chị có làm cái gì đó mà cô không vừa lòng thì cô có nói không cô? Wow. Sao mà thấy cái gì cũng vừa ý hết trơn. Đặt ví dụ như thì nó nấu đó con. Dạ. Cũng như hơi mặn hay là hơi lạt thì nó kêu mình nếm nha. Thôi con nấu tí đi rồi mẹ ăn tí. Nó là không, nó kêu lại à. Cứ nếm thử con vừa ăn chưa. Mà cô thấy vừa ăn không? Có khi cũng mặn thấy mẹ chứ vừa ăn vậy. Mà nói là như cái đặt đó nấu hơi mặn. Trời ơi đâu mà vừa ăn, nấu sao bằng cô. Cái đó cô nói thiệt, nấu nó nấu bằng cô. Kinh nghiệm. Mà bởi vậy nhiều khi á nó nấu nó ít nấu hơn cô, như nấu 10 lần đi nó chưa được 2 lần nữa cô là 8 lần rồi. Vậy đó hả? Cái thời gian ngủ không đây nè rồi sao nấu, cái thời gian ngủ không đây nè rồi sao nấu. Thấy chưa, nếu mà gặp mày rồi chịu chưa chịu chứ rồi con nấu. Dạ. Chưa chịu thì bấm điện thoại con. Dạ. Thôi con ở trển đi, con mặn gì mặn đi, mẹ dưới này mẹ nấu. Dạ. Nấu hộ con. Mẹ ơi Phú ơi xuống cơm con. Cái tè tè xuống. Không mà xuống ăn cơm rồi rửa chén nghe. Dạ. Chứ cô có rửa cô gớt lên cái chén là nó la dữ lắm. À. Mẹ để con rửa. Vậy cho nấu sẵn cho ăn giờ đậu rửa gì nữa. Đúng rồi. Để mẹ chồng rửa thôi, để mẹ chồng làm dâu luôn cho rồi luôn. Không, không, như làm dâu luôn đó. Cái đó mình nói thiệt. Dạ. Mình mang tà nghiện trơn rồi. Mai mốt đẻ con coi chuyện dâu mình nữa. Mà kể chồng vậy đi, chồng cho đẻ con vậy dâu mình. Vậy ta đặt lại là mẹ chồng đi làm dâu. Mẹ chồng đi làm dâu. Đúng không? Làm tàn diện luôn mà. Tàn diện luôn. Trời ơi, thấy thương không? Con hạnh phúc lắm mới gặp mẹ chồng. Dạ. Vậy luôn á. Có khi nào nó mượn tiền quên trả. Nó không mượn tiền đâu. Nói nhỏ nó mần hơi có tiền nữa. Hồi thời mới cưới về thì cho tiền nha. Bây giờ không có cho tiền nữa. Tiêu chết chân tiền đâu cho. Tiêu chết chân tiền đâu cho. Rồi bây giờ cái nó mần có tiền. Nó mua đồ dữ lắm. Dạ. Mình nói nào ngay đi, nó mua đồ dữ lắm. Giờ tiêu chết chân không còn chân. Bây giờ sửa sẵn đất lại chậm. Từ đi đó. Dạ. Tiền đâu cho. Hồi đó tiền dữ lắm tiền à. Cái đó nói thiệt. Vậy nhưng mà cái trăm ngàn một ký, trong ngoài ngàn ký mà mấy tấm tiêu. Trời ơi. Dữ lắm. Nhưng mà hồi đó là cô mua, là cô mua cái gì cho chị? Mua gì? Mua quà đó, hồi nãy cô nói mua dữ lắm là mua gì? Hồi tiêu, đó. Tặng tiêu rồi đó. Không phải, hồi đó cho tiền. Cũng như nó mặn, hồi còn trẻ đó, nó mặn. Dạ. Mấy năm trước á. Dạ. Nó mặn chưa tiêu. Có tiền cho ha. Cho tiền xài cho chồng đó, rồi. À. Cho chồng nó chứ ít có chồng cầm cho nó lắm. Rồi hai chồng xài làm. Tại vì khoảng hơn một năm trước nó cũng không có ở chung trong nhà luôn. Dạ. Nó ở ngoài chợ á, nó bán đồ online. À. Với trước đó nó cũng làm cái gì xì ba hả mày? Dạ. Xì ba nữa. Ba. Ừ. Dạ. Rồi thành ba ra là nó làm gì? Trang điểm gì có gì đó mày. Là dạ mất sao mà trong tóc da. Đáng tiếc. Bây giờ nó có vô trang điểm cho mẹ chồng không? Không, không chịu. Bữa nay là mới lần đầu tiên lại đây là ta gán làm thôi. Tại vì mắt chị cũng hư nè. Trời ơi chị xấu quá trời, chị không có chịu trang điểm đồ. Rồi cái chuyện quê chị không có chịu. Không có ai thấy hết trơn á. Con nghe nói là về mẹ chồng nàng dâu khó dữ lắm, không biết. Không, không biết. Con ơi, thời trước á. Thời trước chứ thời giờ không có đâu. Sao dạ. Cô khó gì cô?
sao mà không biết nữa. Khó hồi đó ăn. Cô trẻ hả, thời trẻ hả là hơi khó hơn bây giờ nghe. Rồi cái bây giờ sao mình cưng, mình thương, mình không có suy nghĩ tới vụ khó duyên dâu đâu. Hay là mình hợp quá, mình không khó, mình cũng không biết nữa. Coi như bạn bè vậy ha. Như bạn bè, cái diễn tâm sự nói nó. Biết sao không? Nó ba với mẹ nó ly thân ly dị. Rồi nó lúc nó còn nhỏ xíu à. Rồi về gia đình mình thì nó hơi hạnh phúc hơn. Mình nói thiệt, về mình thương nó không hết nữa. Nó đâu có cha, cha ở riêng chứ không phải là không có cha. Rồi thành ra thương nó cưng luôn. Đặt ví dụ như lạ lạ rồi mình cũng đâu có thương về được, nhưng mình không hợp hợp. Cha chồng có thương không? Dạ thương, ba rất là hiền luôn. Dạ. Nhưng mà nói chung là có phước luôn. Nãy giờ em để ý nha, thấy hai mẹ con đeo cái cặp ngọc trai ha. Dạ. Chà, không biết là chị tặng mẹ hay là mẹ tặng chị ha. Không chị. À. Cái... Dạ. Cái này dạ. Hai mẹ con tìm hiểu kiếm đeo cho lên truyền hình. Cho đẹp. Nó chứ cô có kiếm đâu. À. Mẹ ơi, đừng có đeo vàng đeo gì hết trơn á. Xấu lắm, đeo cái này vô cho nó vui, cho nó sáng. Con mua, mua cho mẹ đó hả? Dạ. Mình có thường, mình có thường xuyên tặng quà cho mẹ chồng không? Dạ có chú. Con thường về á thì con hay mua quà con tặng mẹ nè. Với lại cái đợt đầu tiên mà con về làm dâu mẹ chú, thì sau 3 tháng thôi thì tới sinh nhật của ba. Nhưng mà đặc biệt đó là con biết sinh nhật của ba, nhưng mà chồng con nói á là mẹ thì không có sinh nhật. Tại vì lúc đó mà mẹ sinh má của chị á là chết hồi nhỏ xíu à, chị đâu biết ngày nào đâu mà sinh nhật. Cái nó mà ăn sinh nhật, mẹ ơi bữa nay con làm sinh nhật cho mẹ ăn, mua cái bánh kem với mua cái lẩu về nấu trong nhà ăn, ăn cái sinh nhật tặng quà, quà cái con giờ không biết mua gì cho mẹ, con tặng tiền cho mẹ đi cho mẹ vui, tặng mẹ đi mua mua đồ ăn với uống phê nói vậy chứ không có tặng quà nghe. Cái vậy cái ăn sinh nhật thôi mình xúc động nghe, mình xúc động muốn khóc. Mấy năm nay hoài nó làm sinh nhật hoài luôn. Làm sinh nhật không có tặng quà là như vàng bạc tiền của gì hen, nhưng mà nó tặng tiền không, nó làm như bộ mẹ nó ham tiền hay gì không biết nữa, tặng tiền không à. Dễ mua đúng rồi đó, mẹ em thích nhiều. Rồi cô ơi, nãy giờ vậy cô có nhớ cái ngày sinh nhật của chị không? Nhớ ngày bữa mấy quên rồi, mới đây nè, bữa mấy quên rồi, mới đây nè, mới đây nè, hai ba ngày. Bây giờ chị làm việc cho cô rồi đó, cô có nhớ sinh nhật chị không? Nhớ mà không có làm cho nó. Mẹ, thằng chồng nó nói mẹ ơi bữa nay sinh nhật, sinh nhật ai? Cái nó vợ. Không ai mua cái bánh kem đi mẹ. Thôi đi, con muốn sinh nhật cái gì hen, mà con muốn mẹ tặng cho con cái gì con đi chợ con mua về đi rồi đưa cho mẹ. Cái mẹ để cái bánh kem đó ra mẹ tặng lại cho con. Cái mẹ để cái bánh kem đó ra mẹ tặng lại cho con. Cái nó cười sặc sặc vậy. Vậy chứ sao? Bây giờ không lẽ mình già vậy mình chạy mình đi mua cái bánh sinh nhật rồi mình đi mua vô đồ về tặng. Tóm lại là tự giờ vui quá ha, chưa gì có gì rắc rối hay vậy? Có gì rắc rối chứ, hai mẹ chồng dâu có gì đâu rắc rối. Về chắc cười xuống đâu con hả? Dạ, mẹ nói chuyện như vậy nè chú, về nhà cười là vậy đó. Cười không nhiều, khi, nhiều khi nói nhiều quá cũng mệt đó con hả? Cũng cũng nhưng mà vui chứ. Dám không mệt. Vậy là bây giờ chị nghĩ nói nha, nói gì nói đi, hỏi chị gì đi, chị nghĩ nói luôn đó. Nhiều khi nói nhiều quá nó mệt mình không dám nói đó. Nói chứ gì, coi nhà chắc không có tiếng của mẹ chắc nhớ lắm con hả? Dạ đúng rồi chú. Ba ở nhà thì ít nói chú, nhưng mà bù lại là mẹ nói chuyện rất là ba nhiều. Ba nói sao lại. Mà thôi chắc thôi chú hiểu tại sao ba con ít nói. Dạ. Nhưng mà nói chứ có người này là vui lắm á. Dạ. Đúng không? Sau 3 năm rồi đó, con ở với mẹ rồi con có thấy mẹ có một cái tính gì mà cần thay đổi không? Dạ con thấy bây giờ thì mẹ như vậy thì cũng được rồi, nhưng mà con thấy mẹ nên quan tâm và lo lắng cho mẹ nhiều hơn. Tại vì con thấy lúc nào mẹ cũng cái gì mà cần cái gì đó mẹ cũng lo cho con cái, mẹ san sẻ, mẹ cho hết, mẹ không có giữ lại cho mình. Nên là con muốn là bây giờ là mẹ hãy lo cho mình nhiều hơn, bớt nên lo cho con cái đi. Tại con cái bây giờ cũng lớn rồi thì cũng đủ để lo cho ba mẹ rồi ạ. Nó nói gì đó, hứa với nó đó, gì đi. Cái đó xúc động nữa đó chú. Hứa với nó đi, hứa nó nữa đi. Hứa nó là mình sẽ lo cho mình đi. Mẹ hứa mẹ không có là không có lo tùm lum nữa vậy. Ủa nhưng mà mẹ lo tùm lum là sao chị, mẹ lo cái gì? Cũng như cái gì mình cũng lo cho mẹ, nó hết. Dù em đi đâu hay gì đó là mẹ hỏi chuẩn bị này cho con, chuẩn bị kia cho con, rồi có đồ đạc gì cho con cái gì mẹ cũng lo hết. Cũng lo cho con gì. Ví dụ như con ở ngoài, lúc trước thì con ở ngoài kia con về á, thì mẹ hỏi alo bữa nay hai chồng con có về không, về bây giờ là muốn ăn món gì, là mời là mẹ làm. Có bao giờ mẹ làm con xúc động không? Dạ, những cái hành động nãy giờ như con kể là con xúc động rồi đó chú. Dạ.
chị, nhưng mà cho em hỏi cái, hiện tại là sức khỏe của cô chắc ổn rồi hả chị? Ừ, bây giờ thì tại vì mẹ bị tiểu đường á chị, nên là cũng là bệnh mãn tính nên là phải uống thuốc hàng ngày á chị. Ăn uống là phải kỹ, hạn chế đường á chị. Đúng rồi. Dạ. Hạn chế đường. Dạ. Đường kiểm tra tốt lắm, khoảng hơn 100, 101 à. Mà bệnh 7-8 năm rồi đó. Tại vì bệnh lúc đó là cái thằng con á, là nó 2-3 năm nữa mới ra trường. Rồi cái nó ra trường sau 2-3 năm nữa mới cưới. Tại vì nó sửa sẵn, mình sửa sẵn cho học tiếng anh đi đó. Dạ. Nhưng mà con người ta có số, con ơi đi không có được. Được. Đi không có được mới cưới nè. Dạ. Phải đi được. Không. Có nói với nó nha. Lúc đó xưng bằng bác hai. Bác hai không phải hổng thương con, nói thẳng với nó luôn. Lúc bị chăm sóc rồi, rồi cũng về nhà chơi 2-3 lần. Nó không phải hổng thương con, nhưng mà đợi cho thằng Phú nó đi học đi con. Nó du học được lên một bậc nữa, rồi về cũng như mình mần có hơi nhiều tiền hơn, rồi hả cưới con. Nó nín thinh nè, không biết cái ý nó làm sao. Nó cũng đâu dám trả lời mình. Còn mình tại mình quyết định cho con mình đi mà. Nó muốn chồng nó lấy cưới liền nó đi. Mà nó cũng không dám nói nữa. Mà đi chi là học chi nữa có qua Hàn Quốc vậy. Mà không nói luôn. Ở đây chồng tiêu có tiền hơn. Trời ơi chồng tiêu cực chết. Ở nhà chồng không, cái thằng nó chưa hay trả tiêu nữa. Không. Thiệt, mướn ta không. Thằng đi rủ nó vô đây coi nó đâu rồi. Rồi mời con trai vô đây coi. Đến với chương trình mẹ chồng nàng dâu này, con cũng có món quà để tặng mẹ. Cảm ơn mẹ đã quan tâm chăm sóc cho vợ chồng con. Anh cũng quay qua có quà để tặng em. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã xem gia đình mình như là gia đình ruột thịt của mình. Em cảm ơn anh. Tặng quà rồi. Dạ. Hồi đó giờ mới tặng chứ. Mới tặng lần này. Dạ. Mới tặng lần này hả con? Tại vì đó giờ đâu có lên chương trình đâu mà tặng. Không cần phải lên chương trình mới tặng quà. Ở nhà không có, ở nhà mua qua gì cúng kiến không à, không có tặng. Cúng rồi đó, chứ cúng không à. Cúng không vậy đó hả? Cúng không à. Mai mốt hai chồng lâu lâu á, sinh nhật thay vì mua bánh kem với lẩu ha. Dạ. Tặng hoa cho mẹ nữa. Dạ, có hứa dạ. Có chưa? Tặng hoa rồi phải tặng tiền nữa. Tiền nữa. Tiền, đỡ lên ăn sáng thì mua đồ ăn đó. Dạ. Rồi, cả nhà mình ngồi xuống ha. Dạ. Trời ơi, bữa nay mẹ vui quá trời đất luôn, vì có hoa nữa ha. Nãy cô nói là cô có hai người con trai đúng không cô? Hai người. Là người anh lớn đang ở bên nước ngoài. Nước ngoài mà lao động nha con, chứ không phải nó là quốc tịch nước ngoài dạ, nha. Nhưng mà lâu chưa cô? Lâu chưa gặp. Lâu rồi, một lần kỳ đó nó đi 5 năm về, cái hợp đồng lại. Mấy năm rồi nó chưa về? Không, mới đây mới 2 năm hả? Tại vì lúc dịch đó chú. Nhớ nó không? Nhớ luôn, mà nói chuyện hoài, nó có đứa con rồi. Nó có đứa con khoảng 8 tuổi rồi. Bữa nào nhớ con trai khóc không? Khóc hoài luôn, trời ơi, cấp nó đi khóc. Mà khóc cháu nội là nhiều. Trời ơi, kỳ đó nó về nó ở đâu mấy tháng nha. Tới nó đi, bắt điện thoại lên nói chuyện không được. Khóc quá trời khóc luôn. Giờ coi cái này đi, xong rồi mình nói chuyện tiếp nè. Coi dạ. Cô nhìn. Xin cảm ơn chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cho mình gửi lời chia sẻ đến mẹ. Thưa mẹ, lần gần nhất con về Việt Nam á cũng gần 3 năm rồi. Vì công việc bên đây bận rộn quá, với tình hình dịch bệnh nữa, nên con không có về thăm mẹ được. Con cũng buồn lắm. Sao cái hình giống anh hai vậy? Khi không ở bên cạnh mẹ. Phải không? Chăm sóc mẹ được. Mẹ cũng có tuổi rồi. Vậy hả? Trời ơi, mẹ mang bệnh trong người. Nghe nó nói gì nè. Ngày nào mẹ cũng phải uống thuốc. Bởi vậy mẹ phải ăn uống thật nhiều vô để có sức khỏe. Mẹ đi đứng cẩn thận chút, chân của mẹ yếu lắm. Con ở xa còn không lo được cho mẹ đâu. Sẵn anh hai cũng nhắc với Úc Phú, anh cảm ơn Úc Phú rất nhiều. Hai vợ chồng em đã thay anh lo lắng cho ba mẹ. Anh cảm ơn em rất nhiều. Con cảm ơn mẹ rất nhiều đã nuôi dạy chúng con. Con hứa năm tới con dẫn gia đình con về thăm ba mẹ ở bên này. Lúc nào con cũng nghĩ đến mẹ, đến gia đình mình.
trai có nhớ anh hai mình không? Dạ có. Mình có nghĩ lúc nào đó gia đình mình sẽ đoàn tụ không? Dạ có. Dạ em thì mong gia đình lúc nào cũng phải vui vẻ hạnh phúc đoàn tụ bên nhau. Có nghĩ rằng lúc nào đó cả nhà mình bàn rồi anh hai làm ăn khấm khá chút rồi đưa cả nhà bên kia về mình đoàn tụ ở đây không? Nó đi lao động còn nó về hả chú ơi? Chừng nào về? Nó về hoài luôn. Chừng nào nhiều khi còn muốn mần nữa thì mần, hợp đồng nữa mần, còn không ấy thì về luôn cũng được. Mình có mong muốn con trai mình về ở chung với mình luôn không? À mình chưa, mình nói gì nè. Con ơi gái mần đi, con trẻ mần có tiền bển nhiều hơn bên mình. Rồi cũng thì nó mần nó cũng gửi tiền về, nó cho tiền hoài luôn. Làm công việc gì bên đó? Nó cũng như mần công ty này công ty kia vậy đó, chứ không có phải chức vụ gì mình đi lao động mà. Thật ra là Linh thấy gia đình này rất là hạnh phúc và yêu thương nhau. Không chỉ có em trai ruột rơi nước mắt nhớ anh, em dâu cũng nhớ anh nữa. Một gia đình quá là yêu thương với nhau luôn. Gần như tất cả mọi người là một hết á. Cô rất là hạnh phúc khi có những người con. Chú ơi, con có một cái món quà con muốn tặng cho mẹ. Vậy đó hả? Có quà nữa kìa, có quà nữa kìa. Đây chị, chị để đây chị. Con biết mẹ là lúc trước mẹ con mình cũng đi siêu thị, con thấy mẹ cũng có để ý thích cái túi xách, nhưng mà con biết là mẹ cũng tiết kiệm tiền nên mẹ không có mua. Nhưng mà ngay chương trình này thì con cũng muốn tặng cho mẹ cái túi xách. Thôi mẹ cảm ơn con nha. Phải cái túi mà đó mình thích không? Thích. Rồi cái bữa đó đi siêu thị, rồi cái có đi đám cưới nó nghe, gần cái bà đó cũng mặc áo dài, mình cũng mặc áo dài. Cái về mình vô tình nói thôi, mẹ thấy cái bà đó bỏ quẩy cái túi bự hơn của mẹ, mẹ cái túi nhỏ hơn. Thì nói vậy thôi. Đẹp quá, đẹp quá. Còn thôi tôi... bây giờ nó tặng mình nhận luôn. Không biết là hai vợ chồng mình còn điều gì muốn nói với mẹ nữa không? Dạ, bây giờ thì con cũng như anh hai nãy có nói là bây giờ là con chỉ mong là ba mẹ hãy giữ gìn sức khỏe để sống vui vẻ với con cháu nè. Dạ. Hai chồng con thì có thể là năm tới sẽ cho bé. Không có điều mong muốn nhất là vậy thôi, đặng giữ. Ở nhà không có ai trơn á. Không ai giữ. Trời ơi, có thằng cháu nội đó mà nó đi rồi, trời ơi, ta nói điện thoại về khóc quá trời khóc luôn. Khóc cầm không được luôn, nó khóc nói chuyện không được. Đừng làm áp lực cho hai nhỏ từ nghiệp đó nha. Không, không. Nó đẻ được đẻ thôi. Đẻ, yeah. Đẻ đi. Bởi vì lên đây rồi mình mới nói gì chứ nhà cũng không có la nữa. Không có la là con phải sanh. Thôi, gia đình mãi mãi gặp nhiều. Tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Hạnh phúc và bình an nha. Dạ, con cảm ơn. Chị cũng cầu chúc chú nha. Khỏe mạnh, sức khỏe có dồi dào, hai người nha, đặt lên chương trình hoài. Đặt có gì đặt kêu ghéo chị lên. Dạ. Nhưng phải coi. Nó mời thì nói quá đi, nó kêu ghéo đi, nói vậy chứ. Phải có sầu riêng. Ừ, chị này, ấy đi, tao mùa gì thì tao tặng cái này. Nói thiệt luôn, tại tình cảm mà. Đây, con xin được thay mặt chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu